hôm nay chúng ta lại gặp chuyên gia con và chuyên gia dựa trần Vũ Văn Bộ. Xin thầy chia sẻ với lại các bạn xem đang xem ở đây là ba điều cần biết về dựa trần là gì. Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Văn Hội, mình hiện tại đang là giảng viên dựa trần. Thì thưa với các bạn, dựa trần là một phương pháp phòng và điều trị bệnh của Việt Nam do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh ngày 26 tháng 3 năm 1980 tại Sài Gòn. Thì đây là một phương pháp của Việt Nam nha các bạn, do thầy Bùi Quốc Châu, một người Việt Nam phát minh ra. Đến nay dựa trần đã được 37 năm trưởng thành và phát triển, và hiện tại dựa trần đã phủ khắp khoảng 40 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam thì dựa trần rất là được ưa chuộng trong mọi gia đình và mọi tầng lớp người dân. Dựa trần trước giờ đã thực hiện cái ý tưởng của thầy Châu là biến bệnh nhân thành tiền thuốc, với cái kỹ thuật là vô cùng đơn giản. Muốn biến bệnh nhân thành tiền thuốc thì tất cả mọi thứ phải đơn giản hóa để đại chúng hóa để toàn cầu hóa. Vì vậy thì mỗi người chỉ cần qua một vài buổi học thôi là người ta đã có thể tự sử dụng dựa trần để giúp đỡ cho người ta rồi, và người ta sẽ khắc phục được những cái bệnh thông thường cho gia đình, ví dụ cảm cúm này, nhức đầu này, sổ mũi này, rồi hạ sốt này, đau lưng, đau mỏi cổ, vai gáy, vân vân. Tức là những cái bệnh thông thường mà chưa cần phải dùng đến thuốc, chưa cần phải đến viện thì dựa trần xử lý một cách rất đơn giản. Hoặc là trong quá trình chờ can thiệp và có thể sơ cứu, có thể gọi là sơ cứu. Và cũng có thể là cái bước tiếp theo là có thể phối hợp với cả thuốc Tây hoặc là thuốc Đông y để cùng phối hợp với nhau để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì tức là dựa trần là một phương pháp hỗ trợ, bổ sung cho những phương pháp đã có để cùng chăm sóc sức khỏe người bệnh để đạt được cái chất lượng sống tốt nhất. Thế khi trong quá trình mà thực hành dựa trần thì có cái từ gì mà thầy hay gặp? Ví dụ như là đối với tôi thì đó là từ tự nhiên, không thể tin được. Đấy là mới có trải nghiệm rất ngắn thôi, nhưng đấy là từ mà tôi rút ra được. Thì với thầy, thầy có một cái từ nào đó mà... Đúng rồi. Thì ngay từ những ngày đầu mình bước vào chân vào dựa trần thì mình cũng giống như bạn, tức là rất là ngạc nhiên so với dựa trần. Từ cái ngạc nhiên đó mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và sau cùng khi mà trải qua cái quá trình làm việc tích lũy rồi giảng dạy thì đó là niềm tự hào. Niềm tự hào tại vì người dân Việt Nam mình có một người thầy như thầy Bùi Quốc Châu, và có một cái tài sản vô giá như phương pháp dựa trần. Và tiếp sau cái niềm tự hào đó là lòng biết ơn vô cùng tới thầy Bùi Quốc Châu đã phát minh ra phương pháp này. Thầy đã người có cái trí tuệ rất là uyên thâm và là một người thầy vĩ đại. Thầy đã tận dụng những kiến thức của cha ông để lại từ kho tàng ngôn ngữ, văn hóa, triết học, rồi văn học nghệ thuật, tất cả những cái kiến thức của cha ông thầy đã tổng hợp và thầy đã vận dụng đưa lên một tầm cao mới, và thầy đã phát minh ra phương pháp dựa trần này. Tức là phương pháp dựa trần là con đẻ của nền của người Việt, của nền văn học, của nền văn hóa, của cái cách chữa dân gian của người Việt. Thì đến khi thầy Châu thầy tìm ra dựa trần là thầy đã đưa tất cả những cái đó lên một tầm cao mới. Tức là nhờ dựa trần mình đã tiếp cận được cái gì? Tiếp cận được cái vốn quý tài sản của cha ông, cái vốn văn hóa của cha ông, cái vốn chữa bệnh bằng dân gian của cha ông. Tức là dựa trần là con đẻ của cái nền y học dân tộc Việt Nam, và thầy Châu là người đã thay nghén và đưa nó ra với mọi tầng lớp người dân. Đó là cái niềm tự hào và niềm biết ơn vô hạn tới thầy và các bậc tiền bối cha ông của chúng ta. Thế thì xin phép thầy sau hôm nay tôi cũng sẽ bổ sung vào cái vốn tưởng tượng của mình khi mà nói về dựa trần, người ta tự hào. Tự hào và biết ơn. Sau khi mà đã sống ở nước ngoài khá lâu thì từ ngày biết về dựa trần tôi tâm thật sự là tự hào với một trí tuệ Việt Nam. Do đó là rất là cảm ơn thầy đã dành thời gian để mà chia sẻ. Thì trước khi chúng ta kết thúc thì thầy có thể chia sẻ một cái dụng cụ nào mà thầy yêu thích nhất trong quá trình sử dụng dựa trần? Hiện tại có 130 món dụng cụ, nó thực hiện cho cái giấc mơ là biến bệnh nhân thành thầy thuốc được dễ dàng hơn. Tức là chỉ cần có dụng cụ thì người bệnh nhân có thể tự tác động cho mình mà không cần phải nhờ đến ai hết. Trong đó có những cái dụng cụ như là cây lan tổ gai đôi cán dài này, là một cái dụng cụ rất là đa năng các bạn ạ. Các bạn đang đau nhức tức ở đâu, các bạn chỉ cần tác động tại chỗ thôi. Đó, tại chỗ thì cái cây lan này nó có rất nhiều gai và nó tác động rất là đều, mình sẽ giảm được cái cảm giác đau ngay lập tức. Và trong dựa trần thì cái giảm đau rất là dễ dàng, rất là đơn giản, chỉ bằng những cái dụng cụ này. Những dụng cụ này mình có thể tự với ở sau lưng và nó sẽ lan được hết cái toàn bộ cái vùng lưng này, nó giúp cho mình thứ nhất là giảm đau. Nếu mà mình không bị đau ở đâu đó thì nó sẽ giúp cho mình khai thông khí huyết. Ví dụ sau một ngày mình làm việc mệt mỏi về nhà này, mình chỉ cần cầm cái này và mình lan khắp lưng và mình cảm thấy rất là thoải mái, giống như được ai đó massage. Nhưng mà massage thì mất thời gian, còn cái này mình chỉ mất 5 phút thôi. Đây là dụng cụ mà
tôi yêu thích rất là cơ bản, mặc dù là có thể dùng rất nhiều cái dụng cụ khác để thay thế cho dụng cụ này nhưng đây là cơ bản. Vâng, rất là cảm ơn thầy đã dành thời gian, thì hy vọng rằng có nhiều gì khác để có thể mời thầy lên chia sẻ thêm về diễn trần cho các bạn. Xin chào các bạn, thì các bạn để tìm hiểu các thông tin về diễn trần các bạn có thể truy cập vào website diệntranviet.com và các bạn có thể lên Facebook và gõ từ khóa là diễn trần Việt thì sẽ ra các thông tin về diễn trần nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Xin chào.